Xin chào các em. Ở tiết học trước chúng ta đã cùng nhau nghiên cứu các dạng bài tập của aldehyde, tham gia phản ứng tráng gương, phản ứng kết tủa đỏ son, phản ứng cộng với hydro và phản ứng dịch brom. Và như ở các tiết trước, chúng ta chỉ xét các trường hợp bình thường là các aldehyde đơn chức hoặc là đa chức, không có gì đặc biệt. Và chúng ta hôm nay sẽ nghiên cứu tiếp trường hợp cuối cùng, đó là trường hợp đặc biệt nhất của aldehyde, đó là trường hợp aldehyde formic. Tại sao nó là đặc biệt? Vì chúng ta đã nghiên cứu phần lý thuyết rồi. Trông thì công thức của nó có thể là aldehyde đơn chức, nhưng khi phản ứng thì tỷ lệ mol của nó lại không giống như đơn chức mà lại giống như hai chức. Vậy thì hôm nay ta nghiên cứu kỹ hiểu tại sao công thức phân tử thì là trông đơn chức nhưng khi thực hiện phản ứng là thực hiện như phản ứng đa chức. Ta vào phần lý thuyết. Trước tiên chúng ta sẽ nghiên cứu là phản ứng tráng gương. Thì aldehyde formic nó chỉ đặc biệt khi tham gia phản ứng tráng gương hay là phản ứng oxy hóa. Và khi tham gia phản ứng với hydro hay dung dịch brom thì nó cũng gần như tương tự. Vậy ta nghiên cứu phản ứng tráng gương. Thì cơ chế phản ứng tráng gương nhắc lại một chút là gì? Chúng ta nhìn thấy phân tử aldehyde ở dạng công thức cấu tạo thì có hai liên kết CH của nhóm CO là một này, đúng không ạ? Và phân liên thứ hai này CHO này. Như vậy thì mặc dù là chỉ có một nhóm carbonin CNO nhưng nó lại có hai cái nhóm CH, mà hai cái nhóm CH này chính là trung tâm của phản ứng oxy hóa. Vì vậy khi tham gia phản ứng oxy hóa với tác nhân oxy hóa chẳng hạn như thể cho là oxy nguyên tử chẳng hạn, chưa? Ví dụ như đây có thể là phản ứng tráng gương, có thể là brom hoặc là phản ứng kết tủa đỏ son, thì khi đó oxy sẽ tấn công vào liên kết C và H của nhóm CO. Vậy thì giai đoạn một chúng ta sẽ được hợp chất là H C nối đôi O vẫn không thay đổi O H, đúng không? Và nếu giả sử đây là phản ứng tráng gương thì trong phản ứng tráng gương đó thì môi trường của chúng ta là môi trường kiềm NH3. Vậy em sẽ thấy ngay cái phân tử này rất quen, HCOOH, tính là acid formic. Và nếu là phản ứng tráng gương thì lớp 1 này nó sẽ sinh ra HCOONH4 và giải phóng ra hai bạc. Đấy, các em chú ý nhá. Nếu ta viết ở lớp 1 thì ra HCOONH4 giải phóng ra hai bạc. Tương tự như vậy, nếu tiếp tục oxy hóa giai đoạn thứ hai, đó là tại sao mà lại chúng ta lại thấy là phản ứng như một hai chức, nó vẫn còn một nhóm CO nữa. Thì đây là acid formic tham gia đoạn thứ hai, CH tấn công oxy vào, chúng ta được sản phẩm là HOC nối đôi OOH. Đúng chưa? Và đến đây tiếp tục, nếu phản ứng tráng gương thì thấy là phân tử này là H2CO3. Mà H2CO3 thì trong môi trường bazơ NH3 thì H2CO3 phản ứng với NH3 biến thành muối amoni NH4 hai lần CO3 và tiếp tục giải phóng ra 2Ag. Đấy. Vậy thì nếu bạn nào viết gộp quá trình oxy hóa từ aldehyde formic sang đến NH4 hai lần CO3 thì tổng số mol bạc sinh ra phải là 2 mol cộng với 2 mol là 4 mol. Đó là lý do tại sao chúng ta nói là phản ứng như một anhydride hai chức, vì một anhydride ra 4 bạc. Đúng không ạ? Thì đây là sơ đồ tổng quát chung của quá trình oxy hóa aldehyde formic thành hợp chất muối, đúng không ạ? Và khi đó em thấy rằng trong phản ứng tráng gương từ đó thì đặc biệt công thức thì đơn chức nhưng khi giải thì đã thành aldehyde hai chức. Đó chính là niềm gây ra khó khăn khi ta giải bài toán, đặc biệt là những bài mà xác định công thức phân tử aldehyde chưa biết thông tin là aldehyde đơn hay là đa. Vậy chúng ta triển khai hẳn một phương trình hóa học như sau. Các em chú ý vào khi viết phương trình hóa học thì các em phải để ý tỷ lệ mol thôi. Đấy, nhiều bạn em là hay quen là chỉ quan tâm đến một aldehyde ra mấy bạc thôi. Các em vứt hết cả phương trình đi, các em không quan tâm sản phẩm trung gian nữa. Điều đó rất là nguy hiểm, đúng không? Vì nhiều khi đề thi nó sẽ không cho ta biết số mol bạc đâu, mà nó sẽ cho mình một số dấu hiệu khác liên quan đến sản phẩm muối chẳng hạn. Vậy thầy sẽ viết tỷ lệ ở đây ra luôn tỷ lệ 4 bạc, tỷ lệ HAgNO3 dư 2 nấc. Cái tỷ lệ này thì chúng ta thường viết hơn AgNO3 2 lần OH. Nhiệt độ. Đấy. Nhắc là phản ứng tráng gương là phải có oxy hóa. HCO thì nó không giống như mọi khi là ra muối RCONH4, mà đây là ra một muối vô cơ NH4 2 lần CO3. Cộng với Ag cộng với NH3 và nước. Thì nhắc lại cả lớp là bình thường tỷ lệ là bao nhiêu? 1, 2, 1, 2, 3, 1. Thì đây này, phản ứng ra 4 bạc thì vậy phải là 1, 4, 1, 4, 6, 2,
em nhân lên đúng tỷ lệ như là z hai chức bằng 2, đúng không? Vậy thì trong bài kiểm tra, trong bài thi học thì những dấu hiệu nào biết rằng trong môn học chúng ta sẽ có anisotropic, thì các em chú ý thầy các dấu hiệu sau. Các dấu hiệu để nhận biết anisotropic trong bài. Anisotropic. Còn axit thì ta xét sau. Tạm thời là xét anisotropic. Một dấu hiệu đơn giản nhất mà đề thi đưa ra đó là gì? Nếu ta tính số mol bạc chia cho số mol của một anhydride đơn chức, đề thi đã nói chữ đơn chức rồi. Viết tắt nhé, anhydride đơn mà chúng ta lấy bằng 4 thì rõ ràng chúng ta biết rằng đây là anhydride rồi, đúng không? Nhưng nếu nhiều khi đề thi chúng ta không phải là một anhydride mà là hỗn hợp anhydride đơn chức, hỗn hợp anhydride đơn chức, kể cả 10 anhydride đơn chức đi chăng nữa thì nó cũng chỉ sinh ra số mol bạc gấp 2 lần số mol anhydride. Nhưng nếu trong hỗn hợp đó chỉ cần có một thằng HCO thì đó không còn là 2 nữa mà phải lớn hơn 2. Vậy thì dấu hiệu thứ hai đó là số mol bạc, em nhớ nhé, chia cho số mol của hỗn hợp anhydride đơn chức. Anhydride đơn chức. Khi đó không thể bằng 2 mà phải lớn 2, đúng không ạ? Đương nhiên phải nhỏ hơn 4 rồi, không thể bằng 4 được. Chỉ bằng 4 khi đó là gì? Hỗn hợp nó có thằng một thằng hai chức khác hoặc là nhiều chức khác. Vậy thì đây là hai dấu hiệu đề bài thường hay cho. Ngoài ra chúng ta thể dựa vào dấu hiệu thứ ba đó là gì? Bình thường các muối ở đây các em thấy rằng bình thường các muối là kẻ đơn chức kẻ đa chức đều là muối hữu cơ RCO NH4, nhưng trong trường hợp này người ta nói là sinh ra một muối vô cơ. Muối vô cơ, nếu người ta nói muối với vô cơ thì nói đích thị đó là NH4 hai lần CO3 rồi, khỏi phải bàn cãi. Nhưng nhiều khi có thể ẩn hơn, người ta không nói muối vô cơ nữa mà người ta nói là sinh ra một muối cộng với HCl sinh ra khí CO2, hoặc có thể nói là một muối lưỡng tính, được chưa? Thì đặc tính muối này là muối lưỡng tính. Muối lưỡng tính. Vậy thì với muối lưỡng tính thì nó có thể tác dụng với cả axit với cả bazơ. Người ta sẽ thể cho các em một trong hai thông tin này. Thứ nhất, cộng với axit. Người ta không cần nói muối lưỡng tính mà cộng với axit sinh ra khí CO2. Đúng không ạ? NH4Cl cộng với CO2 cộng với H2O. Hoặc thứ hai, cộng với bazơ sinh ra khí bụi khai NH4 2 lần CO3 cộng với NaOH. 2 2. Khi đó sinh ra khí NH3 cộng với H2O cộng với Na2CO3. Na2CO3. Đấy. Các em chú ý, người ta sẽ cho mình hai thông tin. Một là cái muối sinh ra sau phản ứng đó tác dụng với axit sinh ra khí CO2, tác dụng với bazơ sinh ra khí mùi khai, đúng không? Và cái dấu hiệu cuối cùng, dấu hiệu này trong một số bài tập oxy hóa của anco lên thành anhydride, thì nếu để biết rằng nó có anisotropic hay không thì nó dựa vào khối lượng. Khối lượng của anisotropic là khối lượng bé nhất trong tất cả các anhydride. Khối lượng của anisotropic này là 29 cộng 1 là 30. Vậy thì khi nào em thấy rằng là khối lượng của một anhydride M trung bình của nó vào khoảng là 32, chẳng hạn nhỏ hơn 32, hoặc là một số là 2C, đúng không? Hoặc là một số chất là 2C trở lên. Nhưng thông thường một số bài là 32, hoặc một số đề thi của những năm trước người ta có thể nói là 40. Đấy. Tóm lại là những hợp chất nào mà có từ 1C hoặc là trở xuống, 2C bắt đầu là 29 rồi, đúng không ạ? HCSO thì là 30, nhưng nếu CSO với CSO thì đó là 29 x 2 là 58 rồi. Hay nó tóm lại cái đặc tiết thứ hai, thông thường em hãy dựa vào giá trị M trung bình của anhydride. Nó thường là con số rất là nhỏ, thì khi đó ta nhận ra đó là anisotropic. Thì cái giả thiết này nó cũng tương đương với việc là đề thi cho các em một cái số N trung bình của carbon. Nếu N trung bình carbon nó nằm trong số nằm trên 1 thôi thì phải có anhydride ở dưới 1C, đúng không ạ? Lớn hơn, nhỏ hơn là bằng 1C thì đó chính là anisotropic. Thì đây là một trong 4 dữ kiện đề thi có thể cho em biết dấu hiệu rằng trong bài toán chúng ta xuất hiện anisotropic. Ngoài ra các em nên chú ý thầy thêm một chút đó là gì? Chú ý. Ngoài anisotropic này ra còn có những anis khác hoặc là những hợp chất khác, còn có những hợp chất khác mà khi tham gia phản ứng tráng gương cũng sinh ra muối NH4 2 lần CO3. Ví dụ chúng ta có HCOOH,
Cái trường hợp này là các em rất hay nhầm này. Cái H, C, OH thì khi viết ra mặc dù là acid formic đấy, nhưng khi đó các em thấy là nó chỉ có một nhóm CO. Và khi tráng ương, các em lưu ý chỉ sinh ra hai bạc. Rất nhiều em là thói quen là cứ nghe cái chữ formic là các em ra bốn bạc là sai. Cụ thể phương trình như sau: H, C, O, H cộng với không cần cân bằng, biết ngay phải là hai như thầy vừa nói. Dựa vào cấu tạo nó chỉ có một nhóm CO. Và giai đoạn điểm thì chẳng qua thì đây là giai đoạn thứ hai của quá trình oxy hóa. Trong sơ đồ ta vừa nói thì sản phẩm cuối cùng nó vẫn là muối H2, muối của H2CO3, tức là muối NH4 2 lần CO3 cộng với Ag cộng NH3 cộng với H2O. Hệ số cân bằng hơi khác một chút, bình thường là 1 2 1 2 3 1, thì đây là chỉ là 1 2 1 2, chỗ này là 2. Nếu bạn nào cẩn thận cân bằng lại, 2 NH3 nhân 2 là 4, 4 trừ đi 2 thôi, thì vậy này còn lại 2 thôi. Đấy. Ngoài ra cũng có thể hợp chất khác HCO OH hoặc là muối của amoni HCO NH4. Trong đề thi đại học nó hỏi là chất nào dưới đây sau khi tham gia phản ứng tráng ương cùng sinh ra một sản phẩm duy nhất giống nhau, muối hữu cơ giống nhau, thì đây nó sẽ có 3 đáp án. Thứ nhất là HCO, thứ hai là HCOH và thứ ba là HCOONH4. Các em chú ý nhé, chứ không phải mỗi acid formic đâu. NH3 What? Thì cái phân tử HCOH4 này là muối của acid này thôi. Chẳng qua ta thay cái H này đi bằng NH4, tức là nó vẫn còn nguyên vẹn cái nhóm HCO. Và như vậy thì nó chỉ là ra được hai bạc. Sản phẩm cuối cùng cũng là NH4 hai lần CO3 cộng với 2Ag 2NH3 nước. Vậy thì nhắc lại cả lớp nhé, chúng ta chú ý là một phản ứng tráng ương mà sinh ra muối NH4 hai lần CO3, khi đó chúng ta sẽ có 3 đáp án. Một là acid formic nhưng là 4 bạc sinh ra, hai là acid formic sinh ra 2 bạc, ba là muối amoni của acid formic cũng chỉ sinh ra 2 bạc. Ngoài ra còn một gốc formic khác là muối format của este HCOOR. Thì cái trường hợp này là công thức cấu tạo phức tạp, đi thi người ta không đòi hỏi các em là phải viết công thức sản phẩm hữu cơ sinh ra. Đấy. Chỉ cần em nắm được là este này cũng có nhóm HCO. Và như vậy thì este này nó cũng tương đương như một anhít hai chức. Vấn đề là gì? Nó không sinh ra muối NH4 hai lần CO3. Nó chỉ sinh ra sản phẩm hữu cơ thôi. Sản phẩm hữu cơ tạp chất đấy. Sản phẩm hữu cơ và giải phóng ra hai bạc. Như vậy bài thi học của những năm trước có khai thác thông tin này, nhưng họ chỉ khai thác ở mức độ là một phân tử này sinh ra hai bạc, chứ người ta không đòi hỏi em là sản phẩm hữu cơ là gì. Đúng không? Thì đây là toàn bộ thông tin đầy đủ nhất về phản ứng tráng ương xét cho trường hợp đặc biệt của gốc formic format. Chưa? Chúng ta sang hai la mã. Phản ứng thứ hai la mã này chỉ mang tính chất là bài tập lý thuyết nhận biết là nhiều hơn, đó là phản ứng tạo kết tủa đỏ son, tạo kết tủa đỏ son CU2O đỏ son. Thì tất cả những dẫn chứng như ở bên anhít bên kia tác dụng phản ứng tráng ương thì bên này cũng tương tự, đúng không? Chỉ cách viết hơi khác một chút, HCHO cộng với CO2 lần. Thông thường nếu mà đề thi chỉ viết với CO2 lần thôi, không có môi trường NaOH, thì cái hình dung này nó sẽ sinh ra như ở bên sơ đồ kia là H2CO3, và sản phẩm của các em khi đó là CO2 và nước. Các em chú ý nhé, ở đây nhiều bạn bị vỡ ngỡ về phương trình CO2 và nước cộng với CO2O kết tủa đỏ son. Nếu là anhít đơn chức thì ra một phân tử CO2O, nhưng chúng ta vừa phân tích rồi, cái chất này coi như hai chất, vậy thì sẽ được là 2CO2O. Cân bản đây sẽ là 4 đồng oxit đun nóng nhiệt độ. Đấy. Cân bằng nước chúng ta nhìn thấy 4 x 2 8 oxy cộng 1 là 9 oxy, đúng không ạ? 9 oxy cộng với bên này là 2, bên là 2 rồi, 4 rồi thì còn lại 5 nước. Đấy. Thì trong phương trình này ta nhớ khai thác hiện tượng là kết tủa đỏ son thôi. Còn bình thường khi làm bài tập ở dạng sơ đồ phản ứng, chúng ta thường viết ở trong môi trường kiềm NaOH.
kiềm NaOH. Thì khi đó cái acid H2SO3 này sẽ tác dụng với bazơ NaOH thì biến thành muối tương ứng của muối CO3 natri carbonat cộng với cũng thế 2CO2O cộng với H2O. Yeah. Cân bằng, bên này là 2 thì bên này là 4 đồng hydroxit và bên này là 2 NaOH, đúng không ạ? Đếm oxy, 8 oxy cộng 2 là 10, 10 cộng với 1, 11 oxy. 11 bên này là 3 cộng 2 là 5 rồi, đúng không ạ? Thì là 6 nước. Tương tự, trường hợp cuối cùng là trường hợp HCOOH acid formic, đúng không ạ? Cộng với COOH 2 lần. Nếu mà chỉ có CO lần ở nhiệt độ thường thôi, các em chú ý, thì khi đó là phản ứng của acid phản ứng với bazơ biến thành dung dịch màu xanh HCOO 2 lần CO. Còn nếu ở đây các em đã viết với NaOH để có đun nóng thì cơ chế phản ứng là phản ứng oxy hóa. Kết quả chúng ta vẫn thu được muối là A2CO3 cộng với CO2O cộng với nước. Chỉ vấn đề các em lưu ý là gì? Acid formic thì chỉ có một nhóm CO thôi. Vậy thì sinh ra một phân tử này thôi. Và cân bằng 1 thì đây là 2 đồng, chưa? 2 natri. Rồi, xong, đếm oxy. 4 cộng 2 là 6, 6 cộng 2 là 8. 8 bên này là có 3 cộng 1 rồi, vậy là còn lại 4 nước. Đây. Thông thường thì phản ứng tạo kết tử son này thì số lượng bài tập về nó thì là từ là bài tập lý thuyết chứ nó không phải là bài tập tính toán. Còn các bài tập tính toán chỉ khai thác tỷ lệ mol rất là đơn giản thôi. Ngoài cái hợp chất này ra, tương tự như vậy, chúng ta có một số nhóm chất khác, cũng có nhóm HCO sẽ phản ứng với COH 2 lần. Nhưng đối tượng của bài hôm nay chúng ta nghiên cứu chỉ là anis formic và acid formic. Để nắm rõ lý thuyết, chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu một số bài tập lý thuyết và bài tập tính toán về chủ đề về anis formic và acid formic.